cả cái bệnh viện này thiếu gì người. Tại sao không tìm ai mà lại tìm anh? Đừng hỏi nhiều nữa, bây giờ mau ra ngoài đi. Sao kia em ra ngoài? Anh sợ cô ta biết. Hay là hai người có tình cảm với nhau rồi, phải không? Em cứ suy diễn lung tung. Anh chỉ sợ là cô ta hiểu lầm rồi gây bất lợi cho em. Dù gì cô ấy cũng là trưởng phòng nhân sự mà. Anh làm như vậy chỉ là nghĩ cho em thôi. Ngoan nha. Anh đừng có quên là em đang nắm giữ những bí mật của anh đó. Nếu mà anh phụ em thì em sẽ cho ông Khang biết hết tất cả những chuyện của anh đó. Em tới đây có chuyện gì hả? Nếu như anh không muốn gặp em thì thôi, em về. Làm gì có chuyện mà anh không muốn gặp em. Chẳng qua là anh ngạc nhiên là tại sao giờ này em tới tìm anh thôi. Em mới đi gặp Kim. Em mới gặp Kim hả? Anh ta có nói gì với em không? Dạ có. Anh ta cứ nói là có người muốn hãm hại anh ta, và anh ta sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng để chứng minh là mình vô tội. Em tin anh ta hả? Em cũng không biết nữa. Anh không biết cảm nghĩ của em như thế nào, nhưng anh thì không nghĩ vậy. Ý của anh là gì? Bác sĩ Kim nói vậy với em chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, tìm cách lấy lại lòng tin của em thôi, chứ làm gì có chuyện có người hãm hại anh ta. Có lửa thì mới có khói. Nếu anh ta không làm gì sai thì có gì phải sợ? Sống chân thật và làm việc hết mình thì làm sao mà vấp phải sai lầm này đến sai lầm khác được. Chỉ có những người yếu kém mới tìm đủ mọi cách để che đậy sự thật và cầu xin lòng thương hại của người khác dành cho mình thôi. Trước đây anh ta không phải là con người như vậy. Em không hiểu tại sao thời gian gần đây anh ta lại trở thành người rất khác. Anh thấy tinh thần của bác sĩ Kim không được ổn định. Em đó, không nên đi gặp anh ta một mình như vậy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nếu em cần gặp anh ta thì cứ nói với anh, anh đưa em đi gặp. Anh sợ anh hại em hả? Con người ta một khi đã lên cơn phẫn nộ thì cái gì cũng dám làm hết. Mà thật ra anh rất là quan tâm em. Em cảm ơn anh. Thà mình phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Nhưng em quen anh ta cũng nhiều năm rồi, em nghĩ anh ta không thể nổi tệ như vậy đâu. Dù gì thì anh vẫn sợ. Sợ anh ta quá xúc động rồi xảy ra những chuyện không hay với em. Anh nói thiệt, nếu em xảy ra chuyện gì anh đau lòng lắm.